giờ tiến hành bây giờ làm lại đi, chứ giờ nếu mà trường hợp anh làm anh ngưng anh bỏ thời gian là nó sẽ trễ mùa vụ của anh chứ gì hết á. Nói gì đó chúng tôi cắt bỏ rồi làm lại. Cái mổ cây đó. Đội ra mổ cây. Được rồi, này phải đây ấy rồi nó. Làm lại đi. Cái này bây giờ anh đi cắt xương lại đi. Đi cắt xương lại. Nè, phướng xong nè. Đi cắt xương lại đi. Nha. Xong rồi bắt đầu tiến hành làm lại đi. Có chặn gì rồi làm chặn gì rồi. Bạc ghê không mà không muốn. Thất bại rồi. Giờ đi cắt bỏ lại ba cái phướng nè. Ba cái này phướng không rồi nè, nhọn quắc không. Mình bỏ luôn hả nè. Không, khỏi. Khỏi. Như cái này mang hai trái được không nè? Hai trái là được rồi. Cây này mang hai trái là vừa rồi. Như cái lá là mình tứ rồi mình xuống 10 được chưa? Bây giờ nè, lá này là tứ dừa luôn rồi nè. Tứ dừa luôn rồi nè. Bây giờ á anh lấy 10 60 10. Pha cho em 1 kg là 500 lít nước. Bắt đầu anh pha anh tứ một gốc là 10 lít nước cho. Tứ rồi khoảng 7 ngày sau phun lại giùm em. Cũng y gan vậy được rồi không? Phun lại rồi phun cái này chắc là phun 2 tử xiên ra nước nha. Ba bít này cứ một rễ là tốt lắm, nó ra đủ mọi. Sung dữ vậy luôn. Bây giờ nè, nhưng mà đợt sau này á cái công thức mà đi phân á. Trời ơi. Đi phân cái kỹ lại mới được. Đợt sau này công thức phân nữa em ra cho anh. Rồi. Mình đi y thôi, cũng không có điện cho anh thôi, chắc đây nó cũng vậy. Bây giờ mua nó khác. Công thức phân anh đi hơi chịch nhẹ cái ra phước cho anh đó. Tại vì do cái là cái hàm lượng mà gọi là mùa mưa xuống rồi mà anh đi đạm nó hơi cao nữa thì từ cái bông nó sẽ giọt luôn, nó sẽ giọt thành cái gió luôn. Thì ra mỗi cây luôn. Mà đủ mà chụp xăng cái này. Rồi thịt đạt dữ dằn luôn. Nhưng cái này là đại rồi. Ai được xăng này. Cắt bỏ nè. Đó, cắt bỏ vô đi. Có ốc hương nữa. Cái này là quét lên tới trên luôn. Quét vừa thôi, đừng quét nhiều quá. Có nghĩa là quét á, anh quét là quét lên tới đây nè. Vị trí lên tới đây nè, hút cái mắt ghép luôn. Hút cái mắt ghép luôn. Vô này là mình quét, anh quét gì là kỹ rồi nè, được rồi nè. Đó, tới mùa mưa xuống nó hạn chế cho mình cái vấn đề là thúi ba cái cụ rễ nè. Đi cắt tỉa rồi làm lại đi chứ đâu có chờ được. Alo em nghe nè. Ông tức ông gì đâu á, thiệt tình chứ. Ra màu rồi, mỗi cây luôn. Ồ, có gì ta điện một tiếng đi, im ru. Ồ, cấp cứ làm rồi quay ngang bắt đầu xong rồi bắt đầu điện cho mình. Cái mùa 2 tháng 2 tháng 3 thì đâu phải làm bông dễ anh. Dễ ra. Phải mà dễ ra thì khi mà anh nói thì tại sao mà thường tháng 7 tháng 8 mới có giá là gì đó. Nó mà ra như mùa thuận đúng không? Thì quay ngang ai cũng có hết trơn á. Rồi sao mà giá cao được. Tự nhiên bữa hổm đã đi làm rồi mà không điện mình gì hết trơn. Rồi đạt dữ lắm luôn. Ông đưa ba cái đạm cao lên thì quay ngang bắt đầu đi phướng luôn chứ chặn người rồi, đúng ra chặn người rồi là em cho anh tứ xô đúng không? Cộng với ba số 16 nó không vừa, không có đạm nó cân bằng với nhau,
đạm lăn kali nó cân bằng với nhau thì bắt đầu nó hàm lượng, mà lúc đó anh đưa vô là cái bông nó vừa nuôi cái bông cho anh nó mập luôn, đủ luôn. Cái mùa nắng á, thì anh hãy đưa ba cái đạm cao lên, còn mùa mưa là hạn chế ba cái đạm luôn. Cái này để được nè. Bọn nó thấy dụng mà nó ra trong thân ra mập mập vậy không mà nó cũng tốt sợ luôn. Đây nè, ba cái cuốn này cuốn bông không nè. Cái bới vậy. Mộng đưa đạm vô quay ngắn đi ra đọt luôn. Này cắt bỏ nè. Cắt bỏ nè. Cắt bỏ nè. Quét nè, hơi nhiều nè. Rút lên thôi, rút xương lên thôi, đừng có nhiều quá, dày quá là cũng không tốt nha. Vừa thôi. Nè là cái này là tháng mùa mưa á, thì thường á một số nhà vườn á sẽ bị một cái hiện tượng là gì, thúi cụ hũ rễ, thúi cụ hũ rễ, thúi cổ rễ này nè. Thì thành ra là khi mùa mưa mình làm sao mình quét được cái lượng dâu như thế này nè, thì giúp cho cái cây của mình nó sẽ ngừa được cái vấn đề là thúi cụ rễ. Cái hai nữa là nó ngừa được cái vấn đề xì mũ luôn, nó diệt luôn ba cái nấm. Cái thứ ba nữa là nó giúp được cái quá trình là đất ở khu vực này nè, nó sẽ cân bằng cái hàm lượng đất của mình, nó cân bằng cái pH đất, nó giúp cho đất của mình pH nó sẽ không giảm vào tháng mùa mưa. Tại vì do cái là nước mưa khi mà nó xuống á, nó xuống trên cái thân này, nó xuống này nè, thì quay ngang bắt đầu dôi này nó sẽ tan ra. Nó tan ra thì nguyên một cái vùng này là coi như cái pH nó rất là ổn định cho cái cây mình vào tháng mùa mưa. Đó. Nhưng mà quét ở đây á thì dôi này là dôi đá. Đúng rồi. Dôi đá anh phi ra xong rồi để khoảng 4-5 ngày. Bắt đầu xả nước ra. Bắt đầu vuốt, nhưng mà ở đây á là anh vuốt hơi dày. Ha, thì nữa nguyên cái bào bên kia chưa vuốt á, chưa làm á thì làm lại giùm em. Quét là quét từ ở đây nè, từ dưới mặt đất đúng không? Anh quét lên tới trên đây luôn cho em. Khoảng 7-8 thước hay nào? Thước ha. Vậy? Khoảng thước ha. Đâu? Cũng 7-8 tấc rồi. Đâu 7 tấc, này khoảng 5 tấc à, 4 tấc mấy, 5 tấc à. 5 tấc. 5 tấc, đúng không? Quét từ ở dưới mặt đất lên cho em khoảng 5 tấc thôi. Rồi, quét, nhưng mà quét ở đây là gì? Quét vừa phải thôi. Đừng có dày quá, hơi dày nè. Hơi nhiều nè. Quét vừa thôi, quét lên tới đây nè. Lấy cái tay mình vuốt nhẹ vậy nè, vuốt diễn cái là xong nè, mang bao tay vô. Là xong. Đó. Cái này thì nó hơi dày, nhưng mà cũng không đến nổi không sao. Tại vì dôi này á, là nhờ cái là gì, mình đã ngâm 3-4 ngày rồi, xả nước, lại cái xả nước rồi, nó đã mát rồi, thì nó không sao hết. Còn ví dụ như dôi đá á, mà mình vừa ngâm xong rồi bắt đầu khoảng 2 ngày sau mình làm có thể nóng nha. Trời, nó nóng liền. Ngâm 2-3 ngày rồi xả bỏ cái đó. Thì cái này là mùa mưa thì là ngừa cái vấn đề thúi cụ hũ rễ nè, nắm bệnh cho cái cây của mình. Còn ở trên cây mít á, thì thường á, là tháng mùa mưa á, nó sẽ có nhiều cái hiện tượng xảy ra như là xì mũ nè, hoặc là nó bị thối rễ nè. Mình làm kiểu này á, thì cây của mình nó rất là khỏe vào tháng mùa mưa. Này tiến hành cắt tỉa xong, bắt đầu á cắt tỉa xong mình sẽ cho tiến hành là gì, tứ 10-60-10 ở dưới. Thì một số anh em nói là 10-60-10 nó là cái dạng phân bóng lá sau một tứ. Thì ở đây mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu là gì. Thay vì cái gãy lăng thì mọi người phải nhớ là gãy lăng thì ở trên thị trường hầu như là những cái dòng lăng khó tiêu. Khi mà gãy vào á, thì cây của mình nó sẽ chờ một cái thời gian nhất định, nó rơi vào tầm khoảng từ 20 ngày đổ lên thì cái lượng lăng đó cây mình mới hấp thu. Còn ở đây là mình tứ 10-60-10 ở đây á, nhằm mục đích là gì, cho nó hấp thu trực tiếp lên luôn, đặng cho giúp cái quá trình cái cây mình nó sẽ có một cái lượng mầm ở trong thân. Rồi bắt đầu tiến hành là tứ 10-60-10 thì tứ liều lượng như thế nào. Thì 1 kg 10-60-10 tứ cho pha cho 5 lùng là 500 lít nước. Tứ một gốc như thế này là khoảng 10 lít nước, là coi như 1 kg mình tứ được 50 gốc. Tứ xong rồi nếu mà điều kiện ngày mai chiều lại có mưa, hoặc là sáng hôm sau có mưa thì mình khỏi cần phải xả. Còn nếu mà trường hợp không có mưa thì mình xả xương ngang cái rồi bỏ nước luôn, cắt nước luôn dùm cho 5 lùng. 7 ngày sau, từ bữa mà tứ á, tới 7 ngày sau mình phun lại cái bộ làm bông 10-60-10 MKB ra qua đồng lọt, pha cho 5 lùng là 350 lít nước, phun trực tiếp ngoài lá và phun vô thân.
7 ngày sau phun lại thêm một cử thứ hai nữa để giúp cho cái quá trình phân hóa mầm hoa nó diễn ra được tốt hơn vào tháng mùa mưa. Thì mình phun hai cử xong rồi á, thì mình sẽ thấy được cái lượng mầm ở trong cái thân nó sẽ búp ra, nó hiện tượng nó sẽ búp ra. Thì giai đoạn này là cái giai đoạn mùa mưa, mình cần bổ sung cái hàm lượng dinh dưỡng để thúc cho cái lượng bông nó ra là phải cho nó cân đối. Tại vì sao? Khi mà trong cái lượng nước mưa nó phân giải cái ba cái hàm lượng đạm á, khó tiêu á, thành dễ tiêu, thì cái cây mình nó đã hút được một cái phần lượng đạm rồi. Còn mình ở đây mình đưa cái hàm lượng đạm thêm vô nữa thì có thể là cái bông này nè, cái phướng, cái bông này nè, nó nhú ra, nó sẽ đi ra thành phướng luôn. Bà con nông dân mình nên chú ý vào cái tháng mùa mưa, cái công thức phân thì Nam nói rất là nhiều. Mùa mưa công thức phân nó sẽ khác, mùa nắng nó sẽ công thức phân nó sẽ khác nhau trên tất cả loại cây trồng. Chứ không phải là mùa nào nó cũng công thức đó, công thức phân đó là không đúng nha. Thì cái này mình muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con nông dân nhà vườn của chúng ta. Thì đối với trường hợp cây thì mình xử lý làm bông á, giờ có tháng 2, tháng 3 này nè, tháng 4 á, nó rất là khó chứ không phải là dễ. Nếu mà trường hợp anh em làm theo kiểu hình thức truyền thống á, nó ra đâu có được đạt trên cái vườn của mình. Ví dụ như 1.000 gốc, mình nói đại khái 1.000 gốc thì nó ra tầm khoảng 500 gốc là tối đa. 500 gốc. Còn nếu mà mình xử lý làm bông thì ở đây thì cái tỷ lệ nó ra bông nó rơi vào tầm khoảng từ 80-90% trên vườn của chúng ta. Nhưng mà phải xử lý làm bông đúng cách, đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng điều lượng thì nó sẽ ra đạt cho chúng ta trên cái vườn. Thì còn về ở đây thì vườn thì chặng này thì bắt đầu tiến hành cắt tỉa lên anh Duy. Cắt tỉa lại cái đi rồi bắt đầu tiến hành làm lại nha. Nhưng mà nhớ đợt này là gì, alo đi. Rồi đây là đi rồi. Đây là mình nói ổng làm xong rồi hết trơn, quay ngang xong tắt đằng tặc hết trơn, ổng mới điện mình. Trời thiệt ơi, nè nó ra nè, còn dữ dằn luôn, 90% nó mỏi cây luôn, ra đi nó bông nhà đó nó bông. Đúng rồi, ba cái bông của người ta bông không mà quay ngang, bắt đầu ông đưa ba cái hàm lượng đạm cao vô, nó đi ra gió luôn nè. Đây là mẫn gió nè chứ không phải là bông nha mọi người. Như một số anh em đó là trên diễn đàn á, một số anh em hỏi là cái này bông hay gió, hoặc là một số anh em quay YouTube á thấy là cái bông ra mập mập gì mừng, chứ thật chắc là gió không nè. Đúng ra cái cuốn nó phải nhặt lại rồi bỏ ra lên ra một cái mà thù nụ vậy nè. Đi giết nó đi chắc lắm. Thì anh đưa ba hàm lượng đạm vô quay ngang nó đi luôn. Cái cuốn bông nó sẽ khác với cái cuốn gió nằm ở đâu. Cái cuốn bông á, anh thấy không? Cái màu ở đây nó không phải là cuốn gỗ nha. Cái màu bông nó khác nha, cuốn bông khác nha. Còn cái cuốn gió á, nó vào lóng nè. Anh thấy không? Lóng với lóng nhau vào nè, giống mịt như cái đọt mình vậy nè. Nè, gió nè, nó ra mập thù lù nè, dài thược nè. Nè, đó. Giờ cắt tỉa làm lại. Đạt lắm rồi, 100 cây ra chết trơn. Chịch nhẹ công thức phân đó. Rồi, giờ đâu có gì đâu. Giờ làm lại tháng 9, tháng 10 bán. Như cái này hai trái đâu. Hai trái luôn. Cây của anh hai trái được rồi. Đúng ra ba cái này là túng bông không nè. Bông không nè. Mạnh đường cái hàm lượng đạm vô nè, nó ra nè. Ngập thù lù. Thôi, em nghĩ là gì nè. Chắc làm lại đi. Mẹ bớt suy nghĩ hoài. Chắc làm lại đi. Trái ông cũng ngủ cốc sơ đen hết trơn, đâu có chừa lại được đâu. Nghe nè. Nguyên đường viền nè, thấy không? Ba trái nhỏ nhỏ này dính hết trơn rồi. Thấy không? Nhỏ gì là anh đã thấy nè, cái đường viền nè. Cắt đi, cắt làm lại đi. Gai ngon lành luôn. Tình tích tu tại. Cái này nó bông ra nè. Nó mọc thù lù chứ.
Tại vì anh đưa đạm vô thì từ cái hàng 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 đọt hàng hàng bông á thì nó đi phướng thành thành đọt luôn. À, như chẳng hạn một số nè, cái này nè, bông của người ta không nè, mà giờ nó đi phướng luôn rồi nè. Cắt lại làm lại đi, lấy 16 vuông 10 tứ, cái góc dưới cho em. Còn phân bọng này nọ gãy đó nha. Alo cho em một tiếng. Bây giờ tứ có mấy ngày mình mới tỉa anh em. Bây giờ đi tỉa trước đi. Tỉa trước tứ tứ gì? À, đi tỉa trước đi. Đi tỉa xương xương đi rồi quay ngang mình hả tứ. Tỉa xong đi rồi hả tiến hành tứ. Từ lúc tứ mình lên thuốc rồi xịt luôn, mấy ngày mới xịt được nè. 7 ngày. 7 ngày sau xịt. 7 ngày sau xịt lại quần nữa. Xịt 2 quận, xịt 2 tử thôi. Nản gì giờ làm lại nản bụng gì. Lẽ chồng tới thời gian này giờ nản. Chụp cái ông tức gì đâu. Còn giá cả thì ở đây gì, mùa ở đây là mùa thuận trên cái mít, thì bởi vì giá ngày hôm nay hình như là lùa nó có 2.000-3.000 gì à. Đó. Còn về cái vấn đề giá cả thì nó sợ. Như chẳng hạn làm giai đoạn này, giờ giá phun giai đoạn này nó nôm na đi 20.000 cho em ký thôi. 20.000 thôi, không cần nhiều. 20.000 cũng được rồi. Đồng mình đâu có cần cao đâu. Rồi, em thấy là hầu như gió không. Gió không rồi. Gì thì không được mang cá nào cũng đâu. Hôm nay vườn em làm bây giờ lớn hết trơn. Ừ, cái nó ốp rồi đó. Thì cũng lá như em là. Thì bữa làm là làm chung một đợt này nè. Làm chung một đợt nè, rằm tháng 2 nè. Mà trái bữa nay nó bự bằng cổ tay hết rồi. Đi cắt tỉa gọn gàng xương xương lại. Lạc không điện tí ngon quá. Dạ cũng bỏ cho 90% đó. Cái này là thường thường là bao lâu anh giải phân lần anh? Trước là 1 tháng á. Hồi nhỏ là 1 tháng hả? Lớn lên cũng 1 tháng 20 ngày. Từ 1 tháng là quất lần, 1 tháng 20 ngày quất lần. Bởi vì ra cái cây lớn rồi. Mới tháng mấy tháng khác rồi. Nếu anh xuống á. Ủa rồi, cái này là anh giải công thức sao? Thì 4 bao này, khi 5 bao này cộng bao bu mát á. 4 bao hữu cơ. 4 bao cầu lửa. 4 bao quả lửa cộng với 1 bao bu mát. Rồi bắt đầu gãi. Thứ tháng 10 ngày nó gãi 1 lần, 20 ngày. Anh gãi anh thấy cái cây anh sao? Anh vui. Nó thấy đã tốt rồi. Đẹp nha. Chỉ còn giờ là chỉ còn là làm trái rồi nha. Cũng chơi ác luôn lắm. Ủa, ngựa thế. Gà trái cái cuốn nè. Lại đi. Chuyến này làm nha. Chuyến này làm. Làm tới đâu điện em tới đó. Rồi xong rồi quay ngang tới cái giai đoạn mà gãy phân đó, thúc ra bông đó, thúc bông chỗ gà đó. Làm ơn dụng cái điện em xuống em coi một cái đi rồi hãy gãy phân nha, chứ đừng có tự ý gãy nữa. Trời ơi, gãy một lần nữa là quay ngang là trễ nguyên một năm luôn đó. Giờ bỏ cây luôn. Ra thì nó ra ok đó.
tiến hành vậy đi. Rồi vậy là đi cắt tỉa lại đi. Xong rồi quay ngang bắt đầu tiến hành, bắt đầu cắt tỉa xong đi rồi tứ. Tứ 10-60-10. Rồi phun, 7 ngày sau phun. Ra toàn bộ là phướng không. Của bạn kia có đường qua không? Tại vì do cái là hổng gài á, hổng gài á, mưa, mưa dầm hổng gài nè, đúng không? Mưa dầm nè, xong rồi quay ngang bắt đầu nó nắng lên, nó nắng lên, bắt đầu cây anh hiện tượng bắt đầu nó đỏ lá trong thân, đây, thấy không? Cây mít này á, thường hay người ta gọi là gì? Nắng ông ưa, mưa không chịu, là vậy đó. Nó mưa mưa nắng nắng nó cũng không chịu nữa. Mà nó sốc nhiệt không sao đâu. Nó sốc nhiệt không sao đấy anh. Lá nó phải bị bệnh đúng không? Không. Do hổng gài là mưa quá trời đợt vừa rồi, mưa dầm. Mưa mấy ngày luôn liên tục luôn đó. Rồi bắt đầu sốc ngang, bắt đầu tiến hành nắng lên. Nắng lên, bắt đầu biến đổi liền. Cây của mình bắt đầu hiện tượng bắt đầu bù rễ nó hơi bị sốc. Lá trong thân bắt đầu có hiện tượng nó đỏ. Nó đỏ. Đây. Cái này thì nữa đợt sau mình tứ 10 số mùa 10 đã bình ổn rồi, không gì đâu. Rồi cái này bây giờ đi cắt tỉa gọn gàng lại rồi tiến hành làm lại. Ví dụ như tứ xong rồi đúng không? Ừ. Tứ 10-60-10 xong rồi mà chiều nay có mưa á. Ừ. Thì qua ngày hôm sau khỏi xả. Ừ. Còn nếu mà trường hợp á mà không mưa á thì qua ngày hôm sau xả xương lại giùm em cái. Xả nhẹ thôi chứ không cần nhiều nha. Rồi cái này tỉ bớt luôn để lại cho tỉa luôn. Tỉa luôn đi. Đây nè. Cho em coi. Ví dụ như ở đây thì ba cái nhưng mà cái này bông rồi, bông ngay mấy cái này ra mấy bông ấy không. Thôi bỏ đi. Bỏ. Vậy dạ con ơi xuống chú ơi. Bỏ đi. Không đạt rồi. Đúng không? Không. Không không, đi tỉa xương xương rồi đây thôi, rồi xong. Ủa sao mỡ mình vô, bên này dưới ít cho bông có trời ta. Đi sắc bỏ làm lại rồi, bông không đạt. Hả, không đạt à? Bông không đạt. Không đạt hả? Ừ. Bông không mọc, bông ra không đạt. Cô chú bánh sao? Trái bự làm tay trái này. Ngon quá bánh coi. Ngon quá. Không. Cây đi, phi cúc. Giờ cắt tỉa làm lại. Sầu riêng ổng trồng, bây giờ ổng trồng cho có nè, thấy chưa? Trời ơi, trời ơi, đừng có bây giờ nó cục nổi rồi. Vậy đó, sầu riêng cục nổi, ngon ăn quá. Sầu riêng chết chưa. Con nghe chú Mười ơi. Tới 10, số 10. Một thằng 16 bỏ đi. Bông ra không được, không đạt gì chứ. Nó một khi mà nó đã sai rồi là mình đâu lấy được. Cái công thức phân đã sai rồi, cái là quay ngang đi phướng không. Phướng quá trời ha. Phướng không mà chú ơi. Cái trái này để được rồi hả? Bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn, làm lại luôn. Thì sao vậy, nói trái một à. Xuống còn. Ừ. Đi phân, đi phân cái hàm lượng đạm hơi cao. Chẳng vừa rồi anh đi phân sao anh vui. Đi đạm cao, nếu mà trường hợp trong cái quá trình làm bông mà đi đạm cao là gì đó. Đi tỉa lại đi. Tỉa làm bông. Không gì đâu. Tỉa
sáng cho tỉa như, như ngày như ngày hôm nay nè, ngày hôm nay chiều nay nè đi tỉa xương xương ở đường nè. Chiều nay đi tỉa đi. Đi. Rồi, đi lội ra ngoài ông bố ra. Cái này cũng bỏ luôn anh. Cái gì? Thôi bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi, bây giờ bỏ đi. Đừng tiếc. Để nữa cho nó ra đồng lọt luôn rồi anh ngừa sơ đen luôn, chứ hiện tại giờ ba cái lưới trái của anh sơ đen anh thấy cũng khá bụng á. Lưới trái nhỏ. Cái cuốn sao mà cuốn để đừng bị sơ đen đâu, chỉ cây chỉ mấy cái trái này nè, cái gai á, cứ nhìn vào cái gai nó không được thẳng, thấy không? Cái gai nó không được thẳng, nó không được đều. Không. Nè, còn ông này nè, cắt bỏ luôn nè, phướng nè, cắt bỏ luôn nè, để nó hút dinh dưỡng nè, hút dinh dưỡng nó không có lớn cái trái của mình. Đùm này, cái này để được nè. Hả? Đùm này. Đùm này nữa để trái ngoài nè. Đó, được đó. Có cái đùm này có đưa được không? Đùm đùm này để trái này nè. Ờ chắc bỏ về pha hết chắc vào, pha tiễn không? Để im mới được. Nhưng mình để cho nó bị nó được trái rồi. Cái này chú nè, đi tỉa bỏ ba cái phướng giùm con đi. Ờ. Phướng nè. Tỉa đi để nó dinh dưỡng. Rồi, tỉa bỏ. Xong rồi quay ngang nè. Chứ chẳng hạn. Trái này đi nữa nè. Trái này đi nè. Trái này được nè. Đi rồi nha, bỏ rồi. Đùm này cắt bỏ luôn nè. Nhiễm bệnh nè. Đó. Chú phải đi cắt bỏ ba cái phướng giùm con đi. Cắt là chú cắt sát sát giùm con luôn. Đây nè. Cắt sát luôn. Đừng có cắt chừa ra nó sẽ ra nữa cái phướng nữa đó. Nhưng cắt nữa nó ra bông chứ gì? Ừ. Cắt khác đi ra bông chứ. Không. Này phướng không nữa nè, phướng nè. Cái này phướng nữa nè. Cái này chắc để lại cái này. Cái này nè. Để cái này lại. Đó. Cái đó chắc này bông nè. Bông phướng. Thằng này trái của ông Linh Thắng nè. Ô, cái này theo con nghĩ bây giờ coi làm lại đi. Làm lại đi chú ơi. Làm lại đi. Lấy cái gì vậy? Không nếu mà gì thì ổn nè, gì thì được nè. Nè ba cái này cắt bỏ nè. Đó. Đây cũng gọi là cuốn cây cái nè. Chú thấy không? Viên đường không? Nè, nhìn vào cái gai nè. Chú nhìn vào cái gai á, để biết được cái sơ đen không sơ đen á. Nè. Chạy đường chỉ, thấy không? Ừ. Đó. Mấy cái này chắc mấy à? Cái này như đùm sơ đen, cái này sơ đen luôn. Cái này không, cái này không sơ đen đâu, không sơ đen nhưng mà biết giờ nó không có lớn, không có lớn nó bị chai cái trái rồi, nó bị chai rồi, nó bị chai cái trái á, cái này giật luôn bỏ cắt bỏ lùm luôn làm lại luôn, thôi được, tạm làm đây chạy, đâu có mấy cái này cho để có lớn đâu, giờ cái này cắt bỏ cái đùm rồi, mấy cái này sao để được, giờ giữ cái này lại được. Chứ con thấy cái này chắc là chúng ta làm được lợi chơi luôn. Chứ
chứ còn thấy cái màu da, cái màu trái đợt này chắc bị xe đen hơi nhiều. Đợt này là đợt mùa nắng, mình đâu có sợ. Còn cái lứa trái mà chú đang làm bông này nè, nghe cái sợ hả? Đang dọn ra này nè, này ra hầu như phướng không à, đâu phải bông. Cái bông vừa nãy vậy mới bông ha. Đúng rồi, nó ra cái trái luôn rồi bông này phướng không. Gì sao có đâu có trái, đâu có trái đâu. Ủa chú dậy rồi có xịt chung với mình ta. Cái đùm luôn. Dạ. Nè, thấy không? Mình gờ nhẹ cái tay giờ mình biết là cái trái nó bị sơ đen không, sơ đen liền nè. Cái tay nó nhuyễn rồi nha. Nghĩa là khi mà trái mít á, ở đây á, ví dụ như chú nhìn vào cái màu gai, con thì con lấy cái tay, gờ nhẹ gì là con biết là trái này bị dính hay không dính nè. Mọi người thấy là rõ ràng nè. Nguyên một quần luôn nè, hết trơn luôn nè. Những cái khó làm đúng không? Trái không có trái nào lấy được, trái không có lấy trái nào được, con thấy được trơn chút, móp méo trơn. Kỳ với nó ra được này, kỳ làm bông tháng này cũng tra lại cũng vui đó. Em thấy được mùa này cũng vô đó. Giờ làm lại là cái gì chân nghĩ có thấp vậy, có con da là không có kẹo nó sỏi vậy. Mùa này chắc kỹ dữ. Mùa xe nó là kỹ dữ. Sao mà xích sau cũng vui nha. Xích sau cũng vui nha, vui thì xích trước hai bữa không có cái nào. Xích sau hai bữa mà xích ra trái gì mà qua nhiều không có. Kỹ gì? Đây, xe đen nè. Chắc kỳ vậy chứ lắm. Dạ. Sao mà xịt sao vui hai bữa không à? Vui vụ nó xịt chủ nhật thì tới thứ ba mới xịt. Thì ba tuần gì vậy á? Tuần nào cũng xịt ra trái thì sao dễ trái nó trái nhiều hơn chứ mình luôn mình luôn gắn cái trái. Đi qua. Đi nhiều thấy không còn có chú á thì con nói chú năm nay cái này lứa trái này đúng không? Chú không có phun ngừa sơ đen nè. Đang phun, nó phun khỏi nơi đó. Vậy. Không hồi xuống một cái luôn, cái bông á, cái đen vẫn còn tấm nữa kìa. Nó là kỳ vậy. Không nhiều lắm á. Mấy bữa là phun nước. Là bông không đạt, thêm cái nữa sơ đen. Đi chân. Đi dàn trái rồi. Cái này là phía trên này, nó xéo rõ ràng nhìn thấy cầm không? Sơ đen, sơ đen, sơ đen. Cái này được. Cái này được nè. Cái này bỏ nè.
sờ đen, sờ đen, sờ đen, sờ đen. Đây. Không, cái này. Cái này đẹp không? Cái đẹp không? Đẹp không? Thủ phấn rồi nó giật. Cái kia nó có giật rồi. Thì cái này đi nè. Cái này. Thì cái nhỏ là bự ngon không? Cái nhỏ này 50-50 nè, cái nhỏ này dính sợi đen nè. Cái nhỏ nó có lý. Cái bự đó không dính sợi đen. Như vậy. Cái này chai trái nè, không lớn trái. Chắc là chùi lũi cái cây luôn, cái cành còn nhiều. Tỉa liền liền liền. Cắt rồi. Ôi. Ôi.